tao nó sáng tao nó không bay. Nó mới vô máu không rồi trời. Đóng hồi nãy mình chơi. Mới vô ba cái energy win cục med kit rồi. Ai nhảy nhảy cái med kit này xong rồi kẹo không? Đồ này chỗ này không có xe luôn rồi. Ờ. Cái nhà xe ngoài đây nữa không có xe luôn. Anh chơi, anh chơi. Bắn nó không có. John rồi kìa. Trời ơi, nó không vô anh ta. Ôi, luôn. Rút cho lẹ nha, có nhiều người sẽ chạy xe tới. Mà khu này lúc nào cũng có bom. Mà bạn lúc nào chỗ không trăm vô anh. Sướng rồi vậy. Nằm mà giữ map. Vô anh đâu cũng gặp. Nãy giờ chỉ có cái sống. Trầm mà 16. Trầm máu quá trời, chỗ này. Chỗ này nó không này máu quá. Anh Nam đâu rồi má, im lặng như mày. Má buồn hả Nam? Nam ơi! Nó có lướt không? Lướt mà. Mới rớt đót nãy giờ 4 cái á, ai lấy không? Có gặp. Ý hòm nó thả gần rồi bây giờ. Nọc 15 kìa, nọc 15 kìa, nọc 15 nhìn ra kìa. Ờ ngắm thì chạy bộ ra thấy. Mày muốn thì mày đi, tao thấy gần lắm. Tao thấy đâu rồi. Nọc 15. Em bên luôn mà không đi sao được. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi, thấy rồi. Ừ, xác, xác qua luôn. Đi Nam ơi. Xe tới kìa. Hay quá. Có cái stock cho em 16. Đến 16. Tao mượn xe mày luôn đi con. Một thằng hả? Mấy có thằng, ờ đúng rồi có thằng. Súng gì bây giờ? Knock out là tức có người á. Nó không có súng nữa man, nó tập á. Không, cái chỗ cái hòm rồi. Tao hỏi cái hòm súng gì kìa. Chưa tới hòm á, nó bảo ngoài xa mà. Cái xe đi, lấy xe tới luôn đi. Bạn lấy xe mà cái xe nó quăng muốn chỉ luôn. Nó chưa hay là mới knock out à? Nó bao rồi, nó không có súng luôn á, nó không có gì hết luôn á. Không giết nó. Người nó mới nhảy xuống từ từ ghẻ đi. Xe ăn thôi như sao. Hòm lấy rồi. Hòm lấy rồi hả? À. Lẹ vậy? Đây. Lấy rồi sao được? Ba trăm. Lấy rồi, có thằng lấy rồi. Cái thằng chó này đau sung thôi. Nó no. Rồi về lẹ đi, về lẹ đi, rồi về lẹ đi.
Thôi dục xe đây đi. Final kill kìa, final kill nó kìa. Ô, nó bị lá dao ra chết rồi. Ủa thằng nó bò ra mới tích rồi, nó nằm im. Kìa bà ấy, nó không có đồ nữa. Về lốt tiếp đi lại đi. Má thương ta thiếu đạn quá trời. Lốt tiếp đi. Má tự nhiên cái hộp nó ổn má biết gì đừng bắn chó nó rồi. Lúc nãy giờ không có thêm cái súng nào nè. UG với mà 16. UMP. Ai có đạn nam không vậy? Ta đang xài. Nam á, có đi không mày? Nãy giờ mới lướt nhiều lắm nha mày. Chết điên. Đâu đây nha. Cái hòm kế tiếp rồi. Hòm này. Nó lấy hòm lại mấy cước không ta. Cái bộ lên. Hòm này thả đâu đây. Khi xong quét. Bên đây nè. Ngon. Tao đâu, tao mô 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 mô. It's me boy. Ta có đồ này luôn, hết. Ủa này luôn nè. Có rồi. Có đạn không? Đó là đạn mày cắn không? Thì nó có 120 viên nè. Kha đâu, dưới nè. Kha nè. Lấy scope không mày? Đạn mà lấy chưa? Ê, tao có suppressor cho sniper rifle nào lấy không? Ok. Ở đây. Cảm ơn mày. Sniper rifle mày. Biết tao. Không đâu à. Có đạn năm nhiều không mày? 30 viên. Đâu bây giờ 30 viên được á. Lấy hết luôn. Để lướt chút xuống mấy nhà nè, chút mở. Có đuôi em pho chưa? Có rồi. Có rồi nè. Mà chưa ai không thấy rồi đấy. Có súng nhắm sao anh sờ nữa nè. Ờ. Ok. Ờ bây giờ không chỉ cần kiếm JK nữa thôi. Cặp gì đủ nhé, sao anh sờ súng nhắm vậy? Nó giờ lượm 2 ống. Xì. Bị đỡ rồi. Nào bắn AK không? Cấp 4 ai lấy không? Nó dục rồi. Bên đây nè. Bên đây nón 2 giáp 2. Nón 2 giáp 2. Qua nè. Hai mình cần một cái silencer cho cái M14. M16 gì không? Nón 2 với lầu ạ. Mà dư phát kiếp được vậy? Số 4 ở đâu men? Bên đây nè. Số 4 con tấn. Bây giờ mày dư phát kiếp được bây giờ. Ừ. Có bộ gái, không có energy drink gì hết á. Cho cái hả, không nói gì đấy, có cái luôn. Tao nghèo vậy chứ. Tao nghèo quá vãi luôn. Kêu tấn kìa. Đây này, có cái fan killer dư nè. Có 4 nè ngoài đường nè. Trong nhà cũng còn cái, nó ai muốn lấy vô lấy. Hắn là UMP. Message cho SMG. UMP nhiều quá nè. Phía đâu rồi? Trong nhà này hả? Nhà ngoài kìa, bên kia kìa. Kế bên. Cái gì? X4. Không quả, quả kiếm phát kit lên, phát kit. Phát kit đâu ra. Tôi cầm 4 cái. Em ở UMP đâu vậy ông Tuấn? Bên nhà này à. Nhà trắng nè, nhà trắng trong này. Có, tôi chưa lượm. Cái nhà này nãy như cũng có đạn nè. Ủa không? Nãy nó dục ở đâu ra? Cái này trong cái cửa nhỏ nè, trong đây 2 cây luôn.
Ok ok. Đây còn nhiều cái phát khí. Có cái mũi không? Có compressor không? Không. Chỗ nào có là suppressor chứ. Mấy cầm ngon, bán cầm quen. Trời có lấy sensor không? Ủa có một cái AK trong này không ai chơi hả? Chỉ có hả? Không thấy hả? Thì cầm đi, cầm cái challenge đó đi. Không, tốn nghe. Không tăng trả lại, không tăng đi. Trả gì? Cái sensor. Không cái gì? Nhắm. Thôi, được rồi, tao đâu có súng nhắm đâu mà cầm làm gì. Tao có hai cái rồi. Thì cầm đợi đi lát, lát coi có... Tao cầm cái giờ. Tao cần ba lô 2, nãy giờ thấy ba lô 2 không em? Ba lô 2 nãy giờ không nói. Không nói, tôi mới bỏ một cái nữa. Quên mẹ này, quên, quên nhắc thằng Quân đó, ủa sao? Cái đạn 5 ta, what the hell? Đạn 5 bây giờ nó có 90 viên à? Ờ, nó cho ít lại rồi. Ờ chỗ này nó tiết kiệm đại năm cho sang sờ cả lắm nha. Nó họ có sai lầm không có nhắm mà sao đâu. Má UMP cả nùi luôn. Ừ. Đạn, đạn nó cho một đống luôn. Ủa nó nói update ra là UMP bớt lại mà sao giờ thấy nhiều ghê ta. No, UMP cái recoil nó tăng lên. Nó vậy thôi. Ủa nó bớt, bớt cái UMP cái UG kìa mới lên. Biết bớt bớt không nói giờ nó bớt à. Oh man, hai cái ba lô 1, đúng ba lô 2. Coi chuyện sau lưng nha mày. Ở dưới núi nó lên. Có ba lô 2 mà tới ngoài đây lận. Đang tới, đang tới. À, đánh dấu cho được không? Chiếc xe. Đánh dấu đi. Lô 2 trong này quá trời. Đẹp chiếc xe không? Rất đó ai lấy không? Lấy chiếc xe quá. Đó rồi. Dư lắm. Dễ tao dục hết à. Tao dư rồi. Ở đi lấy xe nha. Cái nhà nhỏ mấy bên phải á, cái cửa vô mấy bên phải á, khỏi lên lầu. Đi lấy xe không tớ? Xe đâu? Xe ngoài đồng hồi nãy, sau lưng. Ờ coi đừng bị đánh bom mà chết nha. Phải loot trên nhà thờ luôn không? Đặt chữ đi. Lấy xe. Ờ bom thả xong đi. Có 6 cái phát chết luôn. Nam mày cần không? Cần gì? Chết. Tao có 5 cái nè, ai cần không? Cái này chưa riêng quá, xích kè có bệnh. Có gì cho. Energy drink tao có 5 bình nè. Dạ. Đạn AK nè, có AK AK luôn nè, ai bắn. Có xe 210. Ai bắn vậy? Nam. Xe 210. Từ từ bắn, đang lấy xe đây, gây chú ý quá Nam ơi. Xe đâu bây giờ? Đây Nam mày chạy lên trên đây bắn nè Nam. Thờ là ngon rồi. Thờ chỗ đâu núp nổi. Đây cái trên đây bút rồi nè. Nam tưởng chừng nào cũng có sai sợ vậy em hết. Trên rồi FM, FMG mà. Ờ tự má rifle chứ má tự má lấy hình cô nào vậy chứ. Tưởng không.
Đúng không? Còn một giáp hồn. Đây, đâu có nón đâu. Đây nón hai quá trời. Đứng đây luôn hả? Đứng đây canh luôn. Sao lần này không nhiều. Giỡn chưa đấu rồi. Cái sai lần nhắm mày còn cầm mà không làm. Nam. Chết rồi. Ê ê có thằng ngoài đường ấy, ngoài đường. Hướng mà ông nội ngoài đường là đâu? Northwest 300 hướng cái nhà nhỏ dưới cái nhà thờ nè, ngoài đường nè. Cái nhà trời hả? À? Nhà trời nó mới chạy vô đó, ở trên lầu á. Ok. Thấy rồi, thấy nè. Thấy rồi. Quăng smoke kìa. À, thấy rồi. Ở dưới đâu rồi? Quăng smoke nữa kìa. Nó chạy kìa. Chính viên rồi. Ở đâu rồi? Cái xe kìa bắn. Quá. What the fuck? Má bắn yếu gì vậy mà ta? Nam bắn không trúng viên nào mày. Bắn yếu đưa đây bắn cho. Vô anh đâu? À đang tấn xuống dưới vậy. Tôi đang ngồi dưới nhà dưới canh mà. Chạy xuống cái bồn nắp không? Đâu đóng rồi. Vô bương nắp kìa. À, đang nằm còn có 60 viên. Vô bương cho đi. Bương đúng không? Cho OG lên ngôi quá. Ê, cho UMP lên ngôi quá. Bương thì ảo hóa lên ngôi chứ sao. Lên sớm đi, lên sớm lên cái mương nào, đi. Lấy đi, rồi lấy. Không lấy đâu, đủ. Để đi đỏ đèn cái đi, ai lấy đi. Mừng chưa à. Đâu đấy má hôm nay lái xe má ảo với nhau đồng rim má tự xử đi anh chưa đồng luôn chứ fuck thiệt ai vô nhà xí không giờ nhà xí có đồ á không có xe nhà có xe nhà xí rồi có chiếc xe rồi lấy xe chạy luôn cái nhà xí này khen cũng được đó mày có nhà xí này là win đó. Má nó ép 4 thằng rồi đó. Ui. Rồi đi, xe tiếp đi, vô bường chơi. Bường kế bên. Anh em chuẩn bị cho, chuẩn bị nhự tử cho, lái xe xuống mương luôn. Mà để giờ anh em má, để khi má chạy được má. lấy xe cắt che một góc thôi để khi mà mình lên á nghe nhà vệ sinh tưởng ra một nhà vệ sinh đi bơm vậy đời con này clear hết nghe có này kêu ra nhiều không má mày phải xuống có nè phải xuống đây nè đây không chụp nè phi tàu mày phải xuống đây mày bịt cái lỗ ở đây nè ở đây là nhiều khi đứng tuốt bên đây nó bắn qua mày biết không sao không có chỗ che đâu. Phải lấy cái xe bít cái lỗ này lại luôn à. Phải không có xe chạy lên nữa không rồi. Chiên nữa rồi. Trên đòi bắn mà thật chết hết á. Rồi, nào, đợt sau lần. Chế baby. Một đống nhà trên một đống nhà trong dọn trong zone nữa rồi cái trận này nữa rồi shit anh cẩn thận anh em trên đồi nhìn xuống
À, dòng mới qua qua cái mương màu vàng không? Đâu, đúng luôn. Mương kế tiếp đi, đi qua mương kế tiếp đi. Ôi, Esco Bay. Mương kế tiếp nằm lên đâu vậy ta? Ờ, đi dưới đi, đi dưới khỏi lên. Ờ, đi đường mòn mòn à. À, để tao chạy xe tao chặn cái mương như này này rồi. Ồ, hòm 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 rớt cái mương đi, rớt cái mương đi. Ồ, rớt không rồi, thèn luôn kìa men. Hòm nghe mương kìa. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị quất kìa. À, tao chặn xuống đây tao đi sao được vậy. Ê, bắn chánh ra. Nè, nè, không, không, không. Bị tự có dốc ở đây mà lên được này, bị tự. Không nổi để xe. Đây nó đi không được mà. Từ từ tao lái lại coi. Hòm rất gần vậy bây giờ lẹ đi mày. Tự ông lái đi. Tao đang chặn cái cửa này lại rồi. Cửa này má chặn xe một xe không đủ mày ơi. Phải hai xe luôn. Ờ, mày để ngang ra. Tao mới quăng khói á để có gì mình chạy ngang rồi lấy luôn. Ấy tao bị kẹt luôn rồi. Ô shit. Giật khô bờ đó nha. Có cây em 16 nó dục dưới mương á để tao lấy hòm nha. Nói sao quá vậy ta? Xa. Thấy em đi luôn không? Vẫn coi chừng sau lưng nha bay. Cái mưa nó bị chẩn còn người qua được đó. Để tao lấy nha, hên xui đi. Xa vậy nồi. Ê, tao coi vào chưa? Coi bên trái. Tao quăng smoke đây à? Tao. Còn hai cái smoke nữa. Gì không? Có gì chồng? Rip lưu em. Này có người rồi nè. Ủa? 285. Ông Tuấn dục ra cái gì vậy ông Tuấn? Em 16 với mương á. 16 với mương. Thôi. Thì ông không dùng, ông đâu còn dùng đạn 5 đâu phải không? Không. Còn mà ông. Đơn xuống, hạ xuống. Ok, ủa, xuống. Ông Tuấn nó thầy dương phi rồi. Rồi ai lấy đạn 5 xuống đây. Lấy một nửa đi Peter. Đủ mấy cái thằng rồi. Sai lần sờ đâu, ê Nam. Cảm ơn đây. Có còn phép trời cho nhắm nè, à lấy không? Không, có sai lần sờ hết rồi, nó còn. Nói gì lắm rồi. Ê, chóp 20 viên cho cây, cho nó đạn 5 thôi. Nó bắn ngang quá trời vậy. Trong nhà. Nó trong nhà đâu. Mất, cái giữa vô luôn. Oh shit. Hết chuẩn bị đạn hết đi về. Ta canh trong mương nè, ta canh trong mương nè. Sao cái xe mình bị kẹt rồi là sao kỳ vậy? Nó bị kẹt rồi, xe tới rồi. Hướng nào vậy? Biết ngay chạy ngay qua. Ai lái vậy? Đẹp cái lò đồ. Ê bỏ đi. Chặn đường á. Không qua nè, chặn là nó không qua được đâu. Đó, chặn luôn nè, nó không thấy. Bạn canh cái hướng hàm mình kìa. Tiếp hình cây của hàm á. Ê có ai canh hướng ít không hả? Hướng ít có dừng. Nó không qua được đâu, nó phải lên xe nó qua được. Nó nhiều khi nó chạy ngoài nè. Chạy núi. Tại đang coi hướng west nè. Sao west. Hỏi nó coi chừng trên đội á. Đang. Bây giờ mình chỉ cần coi uống nước đi, uống nước. Nước rồi, mới có hai bình nè, uống quá, uống quá. Ê hey. Có thằng cái đi đây nè, có thằng ở dưới mưa luôn. Ok. Ta xuống. Chạy trên đây ông Thắng ơi, lấy chỗ của ta kìa ông Thắng. Ok. Ốc Nam. Kệ trước mặt luôn kìa. Ở đâu rồi? Trước mặt luôn kìa thấy không? SKS đâu vậy? Ê nghe SKS sau lưng mình á. Nó nằm rồi. Nằm sao nó vấp rồi. Thôi em tán xuống chỗ cũ đi em càng trình. Ok. Các
bể đầu, nó bể giáp luôn. Tao chọc á. Đi mình á. Tí từ kia nhảy xuống bắn tụ. Má không thấy nào tao nó bắn quá trời vậy. Nhà quá trời luôn, trong nhà đối diện. Cái xe trên núi kìa. Thắng coi vòng chỗ tôi thắng. Thắng coi vòng chỗ tôi thắng. Coi nọt quét á. Đâu, quét sao quét chứ, chết quét chứ sao quét. Nó sợ nó bò chứ đâu mà nó không thấy. Bây giờ coi trước mặt em, nó phụ coi sau lưng nha. Dòng vậy mà 20 người quá. Ừ, bởi vậy, nó trong nhà hết, nhà nào không có người. Mình trong vô tiếp. Mình có đẩy qua cái vô của thằng đó mới trong vô luôn. Không? Ê, mày muốn tao lấy cái xe tao tao bịt lại một đầu của cái mương không? Tao phải giết cái thằng bên chỗ Nam anh, nó có mình nó đẩy qua liền không? Nó chết chưa? Nó giờ đâu hả? Chưa chết. Tao có giáp nó không, nó không có mũ. Nó chỗ nào hả? Không có giáp, nó không có mũ. Dẫn canh sao quá nha. Dính viên rồi. Nó núp chỗ nào hả? Tao lần ba. Đang đam mà kìa. Tao lần có người. Sao không người làm không tăng sao lần không á? Trên núi á. Nằm xong lần. Cái cây kế trong cháu làm ở giữa sao á? Ở giữa điểm luôn. Trong cháu làm hả? Nạp sao cây. Chưa thấy. Ờ thấy. Trúng rồi, trúng gì à? Bắn đi. Hay quá rồi. Hay quá. Ê trong hầm ra kìa hầm. Ba thằng. Nó ra kìa. Nó kìa. Tao hết máu rồi, cứu, quy. Còn không? Ba thằng à. Chết hết rồi đúng không? Năm cứu, thôi năm chết rồi. Tại ta AFK story sao? À. Quang lộ đạn nè. Tạm bên kia. Nó đẩy lên kìa. Chết. Hay quá. Con tướng canh một đầu, một đầu canh trên đầu này, trên đầu này tướng ơi. Hướng sau west nè, nhà chạy ra. Sau west hả? Đó, nó quăng smoke chạy ra kìa. Ok. Có máu rồi đạn. Có chừng cái hầm lại nha, có chừng cái hầm lại. Rồi thấy thằng này. Nó sau bức tường. Nó chạy ra nhà rồi mà sau bức tường, không thấy được. Mà xuống thấy hầm này không? Lấy hàm mày đi, xuống lấy hàm mày đi anh Tuấn ơi. Ngay trước nhà nè. Chúng đá rồi, chúng đá rồi, đất rồi. Hàm anh đây chơi nè. Cục đá nha. Quý. Nó bằng lũ đạn xuống đây. Có hàm bên đây nè bay ơi. Đi. Từ từ cô vợ tao uống máu nghe, tao uống máu nghe. Canh nè. Hãy qua đây check. Tao đứng lũ đầu lên. Ok, chạy thắng. Ok. Rồi. Tao quăng cái smoke vô đường hầm được không? Không, đừng quăng, khỏi. Còn 3 thằng, 8 thằng, xong. Chạy lên đầu bây giờ đi. Có thằng mới ra nhà nè, hướng sau quét. Ok. Có thằng smoke chạy xuống này, em ơi, coi chừng. Bò, cũng đó, để. Coi sau lần kìa, ông Tấn ơi. Coi đường hầm cho. Nhà cho mày chạy ra hết, nó nhà chạy ra gần kìa. Nó bắn nhau kìa, cho bắn đi. Vâng. Tao không thấy thiệt luôn á. Con nhà em, nhà mới ra. Chạy nhà ra kìa. Nhà nó xuống rồi, nhà nó xuống. Má nhà xuống nè. Ôi. Sai. Sao mà. Cho tao kìa. Tao uống máu. Cái mới đi lái này không, để coi có ngừng đi không á. Coi giùm tao của uống máu. Đang coi.
Bắn hết bụi cỏ đi, bắn hết bụi cỏ. Ủa? Sao được? Hay là làm 30 giây. Làm mở không? Không, 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 không. Đi làm về đây á, anh dở không á. Tao thấy thằng này. Làm về đây. À, không. Ai vô anh bình không? Lại tìm, ba tìm. Nó còn sốt ra kìa. Thì sốt quên tìm nha. À, nó nằm dưới cỏ, hướng 210 nằm dưới cỏ. Cái quan đồ này. Còn tới chạy kìa. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Xe lợi bự quá. Con gà nó chạy kìa. Nằm xuống đi bây giờ, nằm xuống đi, nằm xuống đi. Đèo vô. Ta dưới một hai. Cái hai lần, cái hai lần rồi. Một hai hà, một hà, thấy nó rồi, thấy rồi, 240, 240, 240. Tao thấy nó rồi. Đó, con cướp này con. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, hay quá. Hai mạng. Tao giết một mạng. Tao giết hai mạng. Má cú gãy liều đó, bắn trúng mà không chết nè, nó cú đá ảo. Bắn ngay tay nó trúng chết hả? Chắc vậy. Nguyên cái team thằng nào cũng là sniper hết.